Có mẹ nào con học tiếng Anh trên lớp rồi mà vẫn rụt rè, ngại nói như con em không? Học cả năm nhưng cũng chỉ nói được vài câu xin chào cơ bản. Em thì không có giỏi môn này nên cũng khó kèm cặt cho con, chưa biết phải làm sao đây. Em cũng tham khảo nhiều trung tâm tiếng Anh lắm, nhưng đông người, con khó học mà giáo viên cũng không có thời gian để kèm cặp con. Đấy là chưa kể thời tiết nắng nóng, đi lại cũng vất vả. May mà qua bạn bè giới thiệu, em biết đến Pantado, thương hiệu tiếng Anh một thầy một trò nổi tiếng từ năm 2016 với hơn 30.000 học viên khắp cả nước theo học. Nghe nói đến một thầy một trò là đã thấy ưng rồi, con sẽ thấy thoải mái hơn và thầy cô sẽ kèm con dễ dàng hơn. Con sẽ được học một kèm một thông qua Zoom với các thầy cô giáo. Những bài học sẽ diễn ra tại nhà, chẳng ngại nắng nóng, không phải đưa đón con, cũng không phải vất vả đi ra ngoài. Mình cho con học luôn từ hè này để con có thêm kiến thức chuẩn bị cho năm học mới trên trường. Khi học tại Pantado, khóa học tiếng Anh tích hợp trí tuệ cảm xúc EQ là mô hình lớp học 5 kèm 1 với đội ngũ giáo viên giỏi, có chuyên môn, kinh nghiệm, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cam kết bằng văn bản rõ ràng. Lộ trình học bám sát từng học viên theo trình độ mà được chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp và Thần Đồng Đỗ Nhật Nam giới thiệu và công nhận hiệu quả thì có gì mà ngần ngại không cho con học phải không các mẹ? Chỉ vài buổi đầu thôi là thấy con hứng thú hẳn, lúc nào cũng hào hứng được học cùng thầy cô. Thấy con bạo dạn hơn, không còn rụt rè như trước, em cũng yên tâm hơn. Bật mí cho ba mẹ, Pantado đang có tặng một buổi học thử miễn phí để ba mẹ kiểm tra trình độ của con và nhận tư vấn lộ trình học phù hợp. Ba mẹ quan tâm thì đăng ký thử cho con nhé.